Làm gì cái mùng đốt làm chi ạ? Rồi cái mùng đốt làm chi ạ? Bệnh thì cái băng Cái gì cái mùng mày đốt làm chi ạ Cường? Cái mùng mày bị đốt làm chi ạ? cũng có quý mạnh thường quân thương đến nỗi như thế này nè. Biết Út Nhất là đi bị say xe, Út Nhất lên livestream Út Nhất nói á, mua cho 2 liều thuốc gửi để dặn Út Nhất là trước khi lên xe là uống trước 30 phút luôn á. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và kế bên Bùi Hồ đây là Út Nhất. Sau hơn 2 ngày từ Sài Gòn trở về thì hiện nay cuộc sống Út Nhất đã trở lại nhịp sống bình thường. Sáng ngày hôm nay thì Út Nhất cũng đi nhổ hành, được bao nhiêu tiền hơn Út Nhất hơn? Được 1.4 cơ. Một buổi 4 giờ sáng Út Nhất làm rồi tới 10 giờ mấy được 1.4 tại Út Nhất nhổ hành đó. Nhổ hành được 100. Những ngày qua thì Bùi Hồ cũng bận rộn với công việc đưa các tù nhân ở Indonesia trở về lại với quê nhà. 11 tù nhân sau khi được hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, của anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ, của chị Huỳnh và của sư cô ở Lâm Đồng, Đà Lạt thì 11 tù nhân đã trở về và có cuộc sống bình yên. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ gấp rút quay trở lại đây để chia sẻ cho cô bác quý chị về hình ảnh mới nhất sau khi ngôi nhà Út Nhất hoàn thiện. Cũng như là cập nhật tình hình của Út Nhất cho cô bác quý anh chị biết luôn về tình hình sức khỏe cũng như là sau khi điều trị ở Sài Gòn thì hiện nay Út Nhất như thế nào Út Nhất hơn? Út Nhất cũng khỏe cơ, như khỏe Út Nhất đi lao động được. Dạ. Mấy ngày qua thì ăn uống nó có khó khăn lắm không? Khó, Út Nhất cũng ăn cháo chứ có ăn cơm nữa cơ. Cơm thì ăn ít mà ăn cháo nó hơi nhiều. Ở phía sau lưng đây là một cái tủ thờ cũng đã hoàn thành rồi. Cái phần khánh ở trên đó thì được chị Huỳnh, nhà khoa ở Sài Gòn làm găng tốt nhất á, hỗ trợ. Cái phần khánh này cũng khá là đắt tiền á cô bác anh chị. Tối thì có thể là bật đèn led luôn. Ngày hôm qua thì Bùi Hồ cũng có gửi những cái phần bột mũ á, để mà thờ cho nó trang nghiêm. Tuy nhiên khi mà gửi những cái bột mũ ra thì cái phần hào quang ở đằng sau của Đức Mẹ với lại Đức Thánh Giuse đó thì cũng đã để dưới này, để mình sẽ sử dụng những cái keo để mà chống lại cho nó sáng giống như phần ở trên ha. Thì một lần nữa thì thay mặt cho Út Nhất cảm ơn chị Quỳnh nói riêng và tất cả các mạnh thường quân nói chung, để ngày hôm nay gia đình Út Nhất có một cuộc sống đầy đủ và ấm no như thế này. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị nói là vì sao Bùi Hồ vẫn chưa quay lại thăm nhà Út Nhất, và thời gian tới nay mai đây thì sẽ còn khá là nhiều cái công việc để mà cập nhật về tình hình của Út Nhất. Chẳng hạn như là ngày mai này thì Bùi Hồ sẽ trao những cái phần quà của quý mạnh thường quân, phần quà hiện vật á, những cái vật phẩm gửi cho gia đình, cho ba mẹ Út Nhất. Rồi sau đó thì sẽ cùng với Út Nhất đi mua một cái chiếc xe gắn máy, dư tiền lại làm một còn dư bao nhiêu tiền làm lại sổ tiết kiệm và công bố luôn cái số tiền mạnh thường quân đã ủng hộ đến thời điểm này thôi cô bác quý anh chị. Cũng rất là trễ và lý do là công việc khá là cập gập thì rất là nhiều cô bác quý anh chị cũng đã coi như là có phiền lòng với Bùi Hồ, nhưng mong cô bác quý anh chị á, Bùi Hồ thì những ngày qua thì cũng chạy đôn chạy đáo, phải đưa các anh các chú từ Sài Gòn về lại Kiên Giang, rồi thậm chí là di chuyển những cái quãng đường khá là xa, thành thử là công việc nó không có được gọi là nhanh như theo cái tiến độ, thì mong cô bác quý anh chị cũng thông cảm cho Bùi Hồ. Còn thêm một cái thông tin nữa là những ngày qua bán khô á, ngày hôm nay thì Bùi Hồ với anh Một Đồng có gói gần 50 đơn hàng với hơn 80 kg khô để kịp gửi đến cô bác quý anh chị để thưởng thức một cái đặc sản quê nhà, quê Đồng Tháp của Bùi Hồ. Những ngày qua thì nhận được cái sự phản hồi khá là tích cực, là khi mà dùng xong á chụp gửi qua Zalo cho Bùi Hồ cảm ơn con đặt thêm. Rồi cũng mong là cô bác quý anh chị dạo này miền Tây á mưa nhiều, thành nữ là khô nắng nó cũng hơi trễ, và gửi đi nước ngoài á hai nắng thì sẽ không gửi được, lý do là nó sẽ bị khô nó không ngon nữa, nên thành nữ là nước ngoài thì sau này Bùi Hồ sẽ dặn khô 4-5 nắng chia sẻ với cô bác quý anh chị. Cũng như là ngày hôm nay á thì Út Nhất cũng đã khỏe lại rồi, công việc hàng ngày thường nhật hàng ngày cũng đã bắt đầu lại rồi. Cho biết là hôm nay là ăn cơm với gì không Nhất ha? Qua đây đi không Nhất. Út Nhất cơm gì? Ngày nay chị Sáu với bà đưa lên ba cái chân gà đó cưng. Dạ. Bà kêu hấp hành cho thằng Cường, còn khô hấp đó cha dứt với ma cha ăn với thằng Tú. Vậy là hai cái này là Út Nhất đều không có tốn tiền. Này chị Sáu bả mua chân gà Út Nhất ăn đâu được đúng không? Không được, Út ăn đâu tại được. Tại vì gân đâu còn nữa rồi. Đúng rồi, chứ không ăn. Hành thì là nhổ hồi sáng xin người ta đem về. Đúng rồi. Đúng không? Nên chỉ có tốn tiền gà thôi. Gà. Thấy bây giờ cái cuộc sống của mình nấu nướng nó tiện lợi hơn chưa? Tiện gân. Tiện, ta nói là tiện lợi thì hại điện đúng không?
càng tốn điện, càng tiền nó càng tốn điện. Cô bác anh chị, đây là cái ngôi nhà cốt nhất này. Đó, nước thì cũng đã đi hết à. Rửa đồ nó cũng rất là dễ dàng. Rồi ngôi nhà vệ sinh này cũng đã đi đầy đủ nước, hệ thống nước ở trong này hết cô bác anh chị. Cô bác quay qua đây cho cô bác anh chị xem với anh một đồng với lại Út Đồng Tháp. Đây có một cái công tắc đèn đúng không? Đó không có cưng. À vậy bắt, là chưa bắt công tắc đèn đấy. À biết rồi, trên đó mới bật lên. Đây nè. Bật giùm em. Quay giùm cái hộp nước đi. Đây. Có một cái công tắc đèn chứ không phải không có nha cô bác anh chị. Đây là cái hộp 80 lít mà lúc trước là Bùi Hồ với Út Đồng Tháp cũng đi mua luôn. Có cái vòi sen tắm ở trên nữa kìa, đúng không cô bác anh chị? Đây là cái dự trữ nước mà mỗi khi mà đề phòng cấp điện á. Còn đây là cái vòi sen cũng khá là xịn sò ha. Tắm thì dùng cái vòi sen này tắm thì phải nói là quá là tiện lợi luôn à. Bên đây là một cái bồn cầu mà phải nói là khi mà bồn cầu phải nói là nhiều cô bác anh chị nói là bồn cầu này là nhà của nhà của mình mà đôi khi không bằng bồn cầu nhà của ông Dứt đó, nhà vệ sinh đó rất là đẹp và khang trang. Cũng chân thành cảm ơn các anh thợ và quý mạnh thường quân rất là nhiều ha. Sáng nay thì Bùi Hồ nắm được một cái thông tin là ông Dứt cũng khá là mệt mỏi nhưng mà vẫn đi làm, 4 giờ phải thức rồi, làm cỏ quật xong rồi hái ớt, sau đó về nhà rồi ăn cơm, chắc cũng đuối dương không chứ ha. Đuối, về nhà cái làm nước làm nâu đem cơm cho anh Cường rồi mới về nhà nói chuyện với anh Út chút xíu rồi đi về. Ngày hôm nay thì gia đình cũng nhất dùng với lại khô cá sặc bổi mà hôm trước là quý mạnh thường quân tặng đó, thì có một chị giấu tên ở Úc tặng cho 1 ký, bây giờ ăn còn không? Còn cơ. Ngon không? Ngon, khô thì ngon bởi ăn à. Chà ông ăn ông còn khoái. Ông kêu chiên cho ông kêu hấp cho ông hai con. Kêu hấp cho luôn. Ông kêu hấp cho ông hai con này gần. Nè. Đâu? Nè. Đó, ông có kêu hấp. Có một cái vị hấp không nhất? Cô này rất ngon luôn ngon, mà cô bác có đúng gì? Rồi. Ông kêu hấp mới ngon. Vừa ăn, bạn ngon. Nếm vừa ăn và ăn cơm với khô. Cũng là một cách giải quyết hiệu quả cho nó đỡ tốn tiền. Ra ngoài kia hái một trái ớt cộng thêm vài trái dưa leo nữa là xong rồi. Nói chung là cũng đã đầy đủ hết rồi. Đầy đủ nhất bây giờ là sướng nhất trên đời nhưng mà cũng xứng đáng với lại những gì mà gần mấy mươi năm qua ông nhất phải chịu đựng thôi cô bác anh chị. Rồi bây giờ là ngày mai đi mua xe nè, rồi sau đó là ngày mai tặng quà trước đi ha, ngày mai lại tặng quà. Tại Bùi Hồ có nhận được mấy phần quà của quý mạnh thường quân gửi cho ông nhất, ngày mai khui ra cho xem. Rồi vui không? Vui cơ. Thảo gà thấy mặc đồ mới không à? Mấy chị phải gửi cho nó. Gửi cho quá trời nhiều luôn đúng không? Không biết cũng có bạn vai gai. Vừa rồi á là cũng có quý mạnh thường quân thương đến nỗi như thế này nè. Biết Út Nhất là đi bị say xe, Út Nhất lên live stream, Út Nhất nói á mua cho 2 liều thuốc gửi để dặn Út Nhất là trước khi lên xe là uống trước 30 phút luôn á. Thương dữ ghê chưa? Bởi Út Nhất cũng cảm ơn chị, nó bảo cũng đem mua cho 2 mấy liều đó. Còn Út Nhất còn chừa lại đặng để đi lên nữa. Cho ông cụ bà cụ uống sữa rồi Út kêu Út Nhất đi chiền nước biển nè. Khóc nữa đi. Không, không biết không có chuyện. Không biết không có chuyện. Sao không chuyện? Nằm chỗ cái nó bất rứt. Như mình ở nhà cái mình làm bên kia cái nó quen rồi đó. Rồi đi tắt đi chung. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ với anh một đồng gói khô Út Nhất thì cũng khá là mệt. Thôi thì để cho nghỉ ngơi ngàn. Thì tối nay có thể là Bùi Hồ cũng sẽ live stream một đoạn bán khô cho cô bác với anh chị biết về tình hình hiện tại ha. Thật ra khô bán bây giờ cũng khá là đắt. Rất là mừng. Cô bác anh chị nhớ đừng bơm hàng Bùi Hồ, bơm là lỗ tiền vốn luôn á. Nhớ ủng hộ đừng bơm hàng. Anh Đồng muốn nói gì hả? Hôm nay thì em thấy anh Út Nhất nè rất là mệt mỏi cho nên em sẽ thế cái vai của anh để mà gói hàng cùng Bùi Hồ. Từ đây sắp tới thì anh sẽ nhập vai với Bùi Hồ để chúc gói hàng em. Gói hàng và thấy cực không anh một đồng? Cũng rất là cực á. Nguyên mở cả một buổi tới xế chiều luôn. Nửa 13 giờ mới xong. Đúng. Từ 8 giờ sáng là gói, 9 giờ sáng gói đến 3 giờ chiều của bác anh chị. Mà tại chưa biết lên đơn hàng thành thử nó cũng lụp chụp là cái thứ nhất. Cái thứ hai gói hàng cũng phải cho ghi bằng tay á, không có cái máy in, phải ghi bằng tay. Rồi ghi từ mua cái bút lông, mua giấy cắt ra ghi đúng bằng tay, ghi bằng tay dán lên vậy. Mai mốt cố gắng cũng làm một cái máy in ở trên cái máy tính cho nó tiện lợi hơn chút xíu. Nhưng mà cũng chân thành cảm ơn cô bác anh chị. Dù gì thì cũng thông cảm cho Bùi Hồ mấy ngày qua. Thật ra thì cũng khá là mệt mỏi khi phải di chuyển với một cái quãng đường liên tục gần 1.000 km trong vòng 2 ngày. Thôi bây giờ quay vô trong đi ha anh Đồng ha. Chào con, chào ông chị. Cậu Quý mạnh thường quân lo đến cả cái chỗ ăn và chỗ ngủ, và thậm chí là cái chỗ mà ông nhất ăn ở như thế nào, sắp tủ sao, phong thủy sao đều nói hết à.
Ok, đó là cái đồ lao. Đồ lao. Cái đồ lao cơ. Nói anh Tú ngủ đây đúng anh không? Anh Tú nó tấu cái về nằm đây nè. À, có sợ có mưa trời mưa có sợ đúng không? Hết rồi, cái này nó ngủ rồi tới sáng nó hết chạy. À. Mà mua cái mùng chụp cho anh Tú chịu không? Nó không chịu. Dạ. Bụi tấu cái nó cũng lấy cái này nè, cái mùng cái đâu nó ấy đây nó cũng văng lẹo chứ biết cái nó nằm đây vậy nè, nịt vậy nè. Thôi mua cái này nữa, buổi hồi sẽ mua cho Tú á một cái mùng chụp loại lớn, mùng chụp giống như con bé văng lên khỏi gần văng, khỏi vô mùng nó rất là tiền. Rồi bây giờ quay qua mà trước cho cô bác anh chị thấy ha. Đây là ông cụ với ba cụ nằm cái giọng lắc lư nhìn dễ thương ghê không? Ông cụ sống thì ở miền Tây thì có vậy á. Có lao động thì đi lao động, không lao động thì những cái gia võng là những cái nơi nghỉ trưa. Và bà cụ thì cũng cảm thấy rất là khỏe. Thời gian gần đây thì bà cụ về trên cái mái nhà này nó không còn mưa dột. Tối không còn phải thức đêm để chịu cái cảnh mà mưa nó ướt ở trên cái chiếc giường á. Thành thụ tối có giấc ngủ ngon thì ban ngày bà cụ cũng đỡ cái vấn đề mà cái dây thần kinh của bà cụ á, nó cũng đỡ căng thẳng hơn tí xíu. Đây là ông Nhất cũng mới mua được cái màn này cô bác quý vị. Màn được mua nhiêu ông Nhất? Chứ cũng gửi chị Sáu ba hổm cái này là cái màn này có 100 mấy hay gì á. Nhưng mà chiều mát là kéo lại. Chiều cái kéo thằng như nắng kéo thẳng đó gần cái nửa cái áo dồn qua bên kia cái cho nó mát. Đúng rồi. Nhưng mà mưa tạt có kéo không? Mưa đâu có tạt đâu. Mưa nó không có tạt gần tại như có cái miếng đó đó. Cái miếng đó như che ra cũng nó hơi dài đó. Cái nó không có bị phóng vô. Mấy cô bác quý anh chị mấy có mấy bạn nó sao nhất có tiền không đi ăn chơi đồ bung lụa cho đã đi mà sao đi làm cỏ không làm ghé làm hành vậy? Không, Út Nhất cũng nào ngay cũng Út Nhất cũng không có nghĩ tới cái đó. Sao cũng như Út Nhất nghĩ rằng là cũng như là đi làm thôi, ai kêu là Út Nhất đi làm. Cả nào Út Nhất cũng đi được, 1-2 giờ kêu cũng vẫn đi. Chứ Út Nhất không có nghĩ được. Sao không nghĩ được? Bún lụa có tiền rồi. Thôi Út Nhất không có nghĩ tới cái chuyện đó. Nếu mà mình nghĩ tới chuyện đó thì đâu có được. Sao không được? Tại... tiền của mình chơi gió đã. Không, tại cái đó cũng như tiền của mấy chị, mấy chú Mạnh, Thường Quân này kia giúp đỡ cho mình. Cái tiền đó mình cũng không nên mà xài. Chỉ là mình lấy đi mặn này kia, mình mướn này kia, mẹ con ăn ngày đủ. Thì cũng được. Vậy cũng được là sao? Thì ai biết là anh em thì tính ra bây giờ đi xe. Tiền xe lên xuống là 500. Tiền phòng 500, là 1 triệu ăn uống 500 nữa là 1 triệu rưỡi. Tại bữa đó ra tại có nói bụi hồ nó cũng như biết như nói tải vậy chứ anh em thì ở biết ra ở đó thì ra đây ở đây chứ bây giờ lên tiền xe không? Hả còn tiền xe thì nó nói như tiền xe thì như khoe cũng biết chịu còn như ăn uống thì đó nó lo ai không bụi tiền xe thì cũng biết chịu thì bây giờ bàn với Phong mà 1 triệu gửi đưa cho Phong 500 bụi hồ 500 tiền xe với 500 tiền ăn là hai người sao anh Út nó bởm anh nói anh lo. Rượu biết nó nói ai rượu biết nó thôi ấy thì ngựn triệu hùng đã ngựn triệu rồi thì không trả tiền xe bà hởm là không biết anh ấy anh mượn ấy được không biết ông đưa ở mấy nhiêu mà ông trả rồi à. nhưng mà 1 triệu gửi tiền tính cho ông Nhất hết rồi cũng như là ngựn 500 đó 4 người là 6 triệu gồm các tiền xe tiền nhà ở phòng bụi tiền ăn. Ăn toàn là súp của chị Annie bên quận súp gì? Súp gì cá của chị Annie gửi qua đó. Cái đó là cũng tính tiền luôn chứ. Không có đó chị bà cho, bà có nói chị bà mua bà nói bà tặng cho biết ăn. Vậy thôi lấy 1 triệu gửi thôi. Đây cũng còn nè. Đó được rồi. Thì còn thì trả lại chứ. Này. Hồi sáng là tiền màng nè, là tiền màng hồi sáng nè. Còn tiền trả đâu? Nè. Ủa tiền này luôn còn luôn. Cái này tiền của Cưng đưa nè. Cái tiền này để bỏ cho trong cái thấm này. Đưa 1 triệu gửi là còn nhiêu? Còn là 1.4 y. Sao nói được còn được 1.9 triệu? Như vậy? Còn được 1.9 triệu. Thì 1.9 triệu. Nè cái này. Còn 400 đâu? Còn 400 ấy đóng kìa. Đóng vậy? Cái gì? Để đóng rồi đặng trong cái kìa. Rồi lấy rồi còn tình nghĩa anh em không? Không thì anh em mình cũng bình thường cũng như là tại như đi xe cậu này kia đó. Đúng rồi. Nào ngay cũng như biết nhờ cũng như trồng bộ găng đó thì nào cũng biết cũng mừng. Bộ găng là 3 triệu nữa. Chị Quỳnh bá lo cho. Chị Quỳnh bá lo. Rồi vậy là chỉ bùi hồ tưởng đâu đi nó tính không mà bây giờ tính phí đấy. Không biết chị ở nhà trồng mẹ mấy cái cho xong hả? Bây giờ tự nhiên cứ mắc 1 triệu gửi buồn ghê. Không, cái vụ buồn không có buồn. Ngày nay không có mà mặn cũng có. Buồn để trong lòng chứ vậy. Thôi dễ vậy.
không có nghĩ đâu. Bồi hồ nó nói bữa hổm nó nói chở đi, nó không nói tiền bạc, tự nhiên nó qua đây nó lấy 1 triệu rưỡi. Tại tưởng nó bữa hổm tưởng anh nó đi, tưởng nó ấy không mà nhậu cuộc đi hùng ai biết. Rồi đi hùng là đi không? Thì đi hùng thì đi anh em đi được. Ừ. Mình muốn khóc ở trong đầu có dễ gì? Không muốn khóc. Không có đâu dễ gì. Bữa nay vui khỏe trong mình cái vui lại. Vui lắm không? Vui dễ gì? Nhưng nó không có đâu dễ. Thật ra thì thôi gửi lại Út Nhất này nó chơi á. Nữa cũng cái vụ này hoài. Vụ này là sao? Thử Út Nhất chơi. Vụ này hoài dễ vậy Út Nhất thì còn là y thinh đâu đó là dễ, không biết không dám xài. Lấy 1 triệu rưỡi là 10 ngày là muốn gưng gưng ở trong lòng rồi buồn. Dễ vậy không có đâu. Có chú Út Nhất bằng cũng coi bẹt bằng tên. Nói vậy Út Nhất làm cũng ngợt bằng mùi hồn ra lụm hết 1 triệu rưỡi. Ngôi con bằng từng lễ cũng phải ghe. Phải ghê không? Ờ, nhổ hành. Ngồi sáng là thức 4 giờ khuya. Thì 4 giờ khuya đi. Thì nhổ tới ổ mặt tới đó 140.000 không ngon. Ừ. Ngon mà bây giờ lấy hơn 1 triệu rưỡi. Ờ, nói với máy hầu. Nó biết mặn là máy hầu gỡ. Buổi sáng được 140 hả Út? 140 tại vì mình mặn chủ hành hết 100 rồi. Qua bể ớt được 2 tiếng mấy. 140 đó là mình đi Sài Gòn mình ăn được lâu không anh? Ra ngoài ăn với bụi hồn bữa một thì ăn 2 tô thì cũng còn dư. Dư là 40. Ăn 2 tô hết 100 rồi. 2 tô hết 100 mà còn có 40.000. Không đủ uống cà phê luôn. Bởi vậy đó. Ra ngoài dễ vậy. 40 sáng ăn thêm được 2 hộp xôi nữa. Ừ, bởi vậy. Không, nào cái cuộc sống ngoài nào ngay nó ấy thiệt, ăn uống nó rất là khó. Ừ. Mà tại con cái anh em mình con cái có làm biến đấy. Kể cho mấy bà chị nghe không? Có không có nói rồi mà thì mà quay lên clip đó bà hỏi nó hay là đi chung với anh em người ta lo mà ăn mà không dám ăn chứ nó hỏi chứ giờ cái gì nó cũng 50-60 hết rồi hỏi chứ ăn thì ăn ì ì rồi mỗi lần trả vậy rồi có khi 700-800 ngàn đấy tính đi người có tiền đâu trả người tiền đâu mà ăn còn nội cũng đi quá không để đi ăn thì cơ thì phải cho tiền cho ta hôm đi ăn không hết mấy triệu bạc. Không, đi với mấy chị gặp mà sao thì bây giờ thương thì nói thôi Hồ ơi để cho anh trả cho đúng không thì nói gì Bùi Hồ im lặng rồi chứ là sao hả không nói chứ ăn cái ra ngoài ăn cái gì chế lại một chút chứ đi ngoài ăn ì ì nên cũng nghề cũng thấy mình thấy cũng tốn quá nhiều vậy kỳ này á là mấy anh em mình đi lặng lẽ đi 2 người đỡ tốn. Đi xe gắn máy đi 2 người thôi, đi chiếc xe 50 mua tiết kiệm xăng đỡ tốn tiền. À, mình chạy hai anh em mình chạy ra vậy đó. Tối cái bỏ mình Út Viên Đạt ở nhà đi. Tối cái mình dựng vỉa hè cái mình lên đó cái mình khóa lại cái mình ngủ kế bên luôn còn tiền mình nghỉ. Đúng rồi. Không lên nhà không không. Nhà ta cũng tốn tiền điện nước chứ bộ. Không có nào ngay nhà nói nào ngay mình tính ra cũng tắm không chứ có cái gì đâu. Tắm có ăn, tốn tiền nước. Có ăn được buổi cơm nữa đi về. Rồi ngủ. Ăn được ngủ không trải ở dưới đó ngủ cũng. Thì ta cũng tính tiền vậy. Đó còn hơn ngủ bờ ngủ bụi. Không nhưng mà vậy là vui rồi. Út Nhất thì bả vậy. Ngủ vậy cho vui mà phong cách vậy hồi đó mà. Thì đó ngủ chung ba anh em có Mùi Hồ với thằng kia thì ngủ giọng. Nhưng mà vậy là thấy anh em quá tốt rồi với mình. Đúng bây rồi, giờ tính lên mình không có trả tiền nước, mình tính sử dụng ngủ ké nó thôi gì. Ngủ ké nó đi. Nói chứ em Út nó khá thì lúc nào mình hoạn nạn thì cho nó. Cho gì? Cho nó trả đi. Sao mà không thấy mình sướng mà mình hoạn nạn hoài vậy? Sướng gì từ từ sau này cũng từ từ cũng phải phát triển lại. Phát triển nghe lại có bao anh em không hay là đi? Dễ vậy không có nào dễ vậy. Biết con người sống ở đó giờ làm sao y vậy. Không có thay đổi. Phát triển lại là cũng thôi mình đi ngủ khách sạn đi ngủ nhà hàng Phong nó đông anh em quá sáng ăn nó heo quá đúng không? Thôi ngủ đâu nhà hàng Phong đi ra ngoài ngủ nhà hàng Phong chắc ăn. Ủa sao anh không chịu ngủ khách sạn? Không có nó khách sạn hồi đó giờ nó Út Nhất cũng ít á ra nhà hàng Phong có em Út ở ngoài thì ra ngoài mình sống thấy, với nó được. Thấy hàng Phong có nhà cái em Út được không ha? Ừ, nhà quá qua cái lấy 1 triệu rưỡi mặt bùng xô nữa. Nhớ gì nữa? Dễ gì không có nè. Ở dưới hôm nay là vui á. Vui không? Chứ mấy bữa chúa gì đâu mà nói chuyện không hết ham. Sao hết ham? Cái kiểu như nó mệt mỏi, nó đừ, nó làm sao đâu, nó không có miếng tư nữa. Tại sáng nay, Bùi Hồ 6-7 giờ sớm chạy tới Kiên Giang nữa, qua ngày sau mới về thấy cực không? Cực, năm nay Bùi Hồ cũng cực mấy bữa Út với thằng Đạt về trước á. Năm nay thấy cưng còn nó thấy cũng cực khổ, chạy cũng xa. Ông điện hỏi thăm tiếng nữa.
hả? Điện cái sao? Tôi cứ tối ngày lo buôn bán rồi. Nhanh về đi thằng quỷ ơi, khô chưa giao cho người ta. Khô đó người ta đặt ở đây mà giờ nó không đem cho người ta, giờ hỏi đâu giờ, ở dưới hoài. Mà giờ nó không chịu về. Rồi đơn hàng người ta đặt hoài đó mà giờ nó không gái. Hồi nãy giờ đem cho chị đó 2 kg rồi hả? Đúng rồi. Đi thôi để ngày qua, hôm qua bà cũng hỏi. Bà nói là sao? Ngày qua biết lên lấy cái tủ. Nhưng mà sao mà bà dặn thêm 2 kg nữa vậy? Bà nói ông biết khô đó ngon đó, ông biết thì chạy dữ lấy lên 2 kg. Chứ nó để điện cho bờ hồ mới được. Chạy bệnh. Mà có phản hồi tích cực là cô bác anh chị khen ngon lắm. Không, khô ngon. Cái anh bên An Giang mà ảnh ấy nè, nói để ảnh bệnh hỏi vợ ảnh coi mua mấy ký ảnh điện qua cho hay. Ngon lắm bảo. Cái anh mà tặng cái bánh kem đó. Hồi sáng nhậu hành anh nói để anh hỏi vợ anh coi mua mấy ký ảnh điện cho biết hay. Cũng được cô Vân ở Mỹ gửi cho các anh thợ cũng được 90 ký khô với nhộng nhất luôn. Là cũng được 10 ký, thì cũng cảm ơn chị. Thật ra thì chưa xong nhộng nhất là chị mới xong cái hoàn thành cái giai đoạn gọi là ổn định về nhà cửa, về nơi ngủ nghỉ thôi. Còn thời gian tới còn sắm sửa đồ đạc cũng khá là nhiều. Rồi sau đó thì sẽ tổng kết lại số tiền Mạnh Thường Quân. Tại vì bây giờ chi ra thì chỉ chi cái phần nhà thôi. Còn phần mua sắm rất là nhiều, cô bác anh chị dặn nào mua sữa, mua cháo, bịch, mua nước yến, mua nhiều lắm. Nhưng mà thật ra là mới về ngày hôm chiều qua, sáng nay là lật đật là gói khô liền. Đến thời điểm giờ mới qua thăm Út Nhất được nè. Xa, gần kế bên mà xa quá ha. Muốn thăm giờ ra ngoài cũng kế bên tại con quá thấy bận đó. Công việc không có rồi chạy qua nó cũng cách con đồng nó cũng xa. Vậy mà kêu sáng qua thăm đâu qua đâu. Vậy sao hồi sáng hay là người ta qua ì thường mấy đứa nó hỏi ủa sao bữa hồ hôm qua quay. Chứ nó chắc nó mệt hay vậy nó không có qua. Thôi rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe đem cơm ra cho anh Cường em tâm sự với lại ông cụ bà cụ chút xíu ha. Rồi cảm ơn. Tối ngày Út bà gặp người này là nhớ người kia, gặp Bùi Hồ là kêu Phong Bụi. Không ấy kêu Bùi Hồ, cái Bùi Hồ đang quay kêu cảm ơn cưng nghe Út. Dạ con chào ông. Dạ. Dạ. Chào Út. Con với anh Mộc Đồng với Út Đồng Thóc ở đây thăm ông nè. Dạ. Ông nay khỏe không? Khỏe chứ. Dạ. Con thấy ông là bây giờ thích ở trên nhà hơn là ở dưới sàn lắc lư cái võng. Dạ, ở nhà làm võng mà thấy nắng quá nhường rồi ta bả làm rồi làm ở đó nắng quá. Có cần hàng thêm cái giá võng nữa không? Dạ, giờ bằng ngày tôi làm ấy đâu không có cả là không có dân võng chứ. Nhưng mà ông cần thêm một cái giá võng nữa không? Con kêu anh Vũ hàng. Dạ. Thêm một cái gan gì nữa? Là để cho bả. Bởi vì mà cái giường của bả nắng quá. Rồi mới di chuyển cho bả làm tôi nhường cho bả. Bây giờ ông cần thêm một cái giá võng nữa không? Con kêu làm thêm một cái nữa. Giống dạ, vậy nữa. Thì chú được giúp đỡ được đi. Bởi vì là giúp cho bà. Ông cũng thích giọng giọng vậy đúng không? Dạ, thì cái này tôi thích rồi. Khi bằng đêm ngủ làm 9-10 giờ mới là ngủ. Nhằm ngủ ngủ. Giờ cũng nhường lại cho bà thấy quá nắng à. Nhường bà nắng á. Dạ, di chuyển nhường lại cho bà. Bây giờ già mà cũng còn tình cảm yêu thương nhau dữ không ha? Dạ, nhường cho vợ mình nằm nghỉ vậy mình rồi ở trên này. Vậy chứ già thấy mình là đâu có nắng lâu gì. Thấy bà giường cho bà quá nắng à. Dạ. Thành là mới nói gì dứt. Mày dắt bà qua đây nằm đi. Tao giường. Tao đây là ngồi có cái quạt, cho nó mát chút. Vậy là con kêu anh Vũ làm thêm một cái giọng nữa nghe. Dạ. Mừng không? Dạ mừng. Đó là nhường lại cho bà nó làm. Còn tôi thì tôi làm hoài. Tối ngày hằng sáng thì đi ăn cháo. Có tiếu là cái về cái dứt nấu cơm. Rồi tôi thì lại nằm chơi vô nó sân lui. Ở miền Tây á cô bác anh chị, nhà cắt á là phải từ 1,5 m, 1,2 m đến 1,5 m. Tận dụng cái phần sàn á là để chiều hoặc là mỗi buổi chiều như thế này nè, xuống dưới nằm cho nó mát lắc lư. Nhưng riêng đối với nhà ông cụ á, ngôi nhà này cao chỉ hơn 1 m tí xíu thôi. Và ông cụ thường xuyên nằm ở dưới sàn không phải là để mát lắc lư. Ở dưới nó cũng còn khá là nhiều đồ đạc như củi đồ để chụm trước đây. Và thời gian gần đây á,
khi ông cụ có một ngôi nhà mới này thì ông cụ lại thích lên đây nằm hơn. Yeah. Lý do trên này không gian thoáng mát và thậm chí là nó rất là dễ chịu. Cái yeah. phần sàn ở dưới là coi như là một cái ký ức của ông cụ xưa rồi. Lâu lâu thì ngồi dưới chơi cho vui chứ bây giờ thích ngồi trên này hơn. Yeah. Nên là nữ là Bùi Hồ sẽ hàng cho nó anh Vũ thợ sắt á, hàng cho ông cụ thêm một cái giá võng nữa cho yeah. hai ông bà hai người hai cái để khỏi nhường nhau. Bởi vì thấy bà nắng mà chiều cái xế là nắng tôi thấy hả mắt bắt nhức dắt qua để nó làm bởi chịu nổi. Ngày xưa mà lúc còn khổ á, ông cụ với bà cụ có nhiều người con thì một mấy nhà tranh là 7-8 quả tim vàng nè, là có hai vợ chồng với lại 5-6 người con, 7-8 người con thì làm sao mà ông cụ để vượt qua những cái lúc khó khăn như vậy? Dạ là tôi cũng nói thiệt, mấy chú hồi lúc gặp bà thì ở nhà tre mới ra riêng á. Dạ. Và ở nhà tre gặp lá được mấy cái chén rồi vừa qua cũng 3-4 năm rồi thấy gì cũng nghèo khổ chưa có đi làm cái nữa ở rồi cũng sống gì nó thì không có màng gì đó, đi mặn mướn không nè, nuôi con chín đứa con đi mặn mướn không chứ đâu có lá rác gì, có chỉ có chỗ ở cho bà già chia cho được mấy thước là ở vậy thôi chứ còn vấn đề rẫy bái này chỉ tôi sống vì bằng mướn xứ nào cũng đi bằng mở kinh hay là hoặc khi làm gì đi tới ở trần đi ở đâu cũng đi hết rồi sống là nuôi con bây giờ lớn rồi mình lớn tuổi rồi bây giờ con cái cũng lớn rồi giờ mang đứa nào để lo chứ bây giờ già đâu còn lo nó nữa. Thương cái ông cụ á là mặc dù là nuôi đến 9 người con tuổi già ga ghiêng là lúc mà hai vợ chồng còn lúc mà còn son sắt á thì ga ghiêng với lại một mấy nhà tre chắc cũng không được là được mấy cái chén mấy đôi đũa gì đó cũng không biết luôn thì cũng hàng ngày cũng làm lụng tầng tiện tích lũy thì cũng cho các con mình cũng được mấy cái mảnh đất để mà cất nhà đúng không cụ? Dạ phải đúng. Rồi sau này con của mình cũng giống như cái cuộc đời của ông cụ cũng lớn lên cũng đi làm dạ, làm thuê làm mướn để mà sinh sống đắp đổi qua ngày dạ. Tuy nhiên những lần như vậy á thì đâu ngờ rằng là những cái biến cố nó ập đến đối với những người con mà của mình. Hết anh Tú á thì lại tới anh Cường. Anh Tú thì coi như là anh cái trạng thái thần kinh của anh nó không giống như người bình thường. Nó phản ứng so với một người bình thường phản ứng chậm lắm và anh nghĩ gì nói đó không buôn bán gì được ngoài cái việc là bắt ốc. Và anh Cường thì biến cố gia đình lại ập đến nó quá nó một cái cú sốc quá lớn. Để mà anh có thể chịu đựng thì lý do là dây thần kinh nó yếu á nên anh phải đến thời điểm bây giờ luôn. Mỗi lần ra ngoài sau nơi mà anh Cường sinh sống hàng ngày thì mình không dám chọc ảnh hoặc mình không dám nói chuyện với anh sợ anh chửi. Ảnh chửi thì tội tại anh cũng đâu biết gì đâu. Nên là nữ là cô bác anh chị cũng có kêu là chia sẻ những hình ảnh về anh Cường, một người gọi là hung dữ nhất ở khu vực miền Tây tỉnh Đồng Tháp này trên cái cồn nhỏ xíu như vậy mà có anh chửi quá trời anh chửi luôn, anh chửi đến tới bờ sông anh còn nghe luôn á. Thì thôi thì cũng số phận con người đó là chắc có lẽ là kiếp nạn mình cần phải trả nghiệp hay như thế nào cũng không biết, mong anh cố gắng vượt qua. Anh đợi anh tí và thôi ông cụ nghỉ ngơi cho khỏe chút xíu ăn khô sạch khô ngon không khô lấy lại giết lúc chua là nó chiên ăn ngon. không có gan mình ăn vẫn được đúng không? Không được, ăn thử ăn gỡ ít khô đó ít xương thịt, ít xương mà khô đó lại mềm nhiều thịt nên làm thử là ngon. Dạ vừa ăn rồi mấy đại nó cũng nấu chua rồi đó đúng rồi khô đó này có thể chiên nè, có thể là bóp gọi làm gỏi nè, có thể là luộc như nhất luộc á cũng ngon. Thôi mai mốt con đem qua khô cho hai mặt quý mạnh thường quân tặng tiếp đó, đó ăn ngọt tôi cũng thấy đó ăn được mắc lắm đó ông cụ. Dạ nó chắc biết rồi cái đó là mắc đó. Ăn một con là mấy chục ngàn luôn nó chờ vãi rồi nhưng mà tiền nào của đó kệ đi ăn đi cho dạ chờ cho mày chết ra tiền đâu mà mua đúng ở đó ăn đúng
Thật ra thì Mười Hồ cũng bán cái giá bằng cái giá lẻ của ở ngoài bán ra luôn. Nên cô cũng thông tin với cô bác cũng với anh chị lần nữa là đừng bơm hàng tội nghiệp Mười Hồ hấp nhất ha. Làm cũng cực rồi, bây giờ gói hàng cũng cực, thêm bây giờ thêm gói khô nữa. Nhổ hành bây giờ gói khô nữa, thành nữa cũng mong chia sẻ những cái hương vị quê hương đến cô bác của anh chị. Và sẽ khắc phục sớm nhất để mà gửi đi nước ngoài. Còn dạ, thôi thì mai con đem khô qua cho ông nữa. Dạ, okay. Mai có thùng quà to đùng cho ông luôn. Dạ. Chúc ông cụ luôn có sức khỏe dồi dào. Dạ. Luôn mạnh khỏe, ngày ngày sáng đạp xe đạp đi uống cà phê. Dạ, dạ. Đi ăn cháo. Dạ. 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 Nãy giờ thì cũng cưng cái tủ lạnh lắm. Tủ lạnh này đối với nhất như là người tình nha, tại vì mấy chục năm qua đâu có xài tủ lạnh trong nhà đâu. Đúng, gặp là lao à. Lao sợ nó cũ đúng không? Lao quá coi chừng tróc nước sơn nha. Này hôm nay ăn cơm gì đây? Này là hương em mình lắm. Chân gà đấy. Chân gà xào hành. Món ăn này cũng xịn sò lắm nha. Món ăn này mà nếu như mà ra chợ mua mà khu vực thành phố chắc cũng cả 50 ngàn á. 50 á cưng. Ở đây thì chắc không còn đồng nào rồi. Chân gà. Tại vì sao chị Sáu á mua đó rồi ổng không chịu ăn đó rồi bà đem lên mới cho. Đây nước đá nữa nè. Và thông tin với cô bác với anh chị, thời gian sắp tới sẽ là thời gian của Bùi Hồ cũng khá là bận rộn với gia đình Út Nhất. Tại vì được sự hỗ trợ của anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ gửi cho Bùi Hồ số tiền là hỗ trợ đưa anh Cường đi bệnh viện tâm thần trị trong thời gian 3 tháng. Và Bùi Hồ sẽ sớm thực hiện cái công việc là liên hệ với bệnh viện để mà phối hợp với những cái bác sĩ ở trong bệnh viện để đưa anh Cường đi về lại bệnh viện tâm thần ngay tại trung tâm của tỉnh Đồng Tháp ha. Còn bây giờ đi ra ngoài sau để xem trạng thái của anh Cường như thế nào. Đau sao rồi? Sao không thấy nó? Cái nó gặp đông, cái nó hát cơm hết trơn. Cái bữa đó nó giục đó. Giục quá hả? Hỏi người Út kìa. Giật, anh có nói mày giục tao cho mày đói không? Cho mày đói luôn, thì có. Hả? Có. Tao cho mày ăn mà mày quậy hoài. Đã làm tiền không có rồi mà mày cứ quậy quá, quậy phá quá. Em núp đây nha. Đứng đây nè. Anh Thảo xích ra. Nói chuyện với anh nha. Cơm. Cơm nữa. Cà đâu? Cà mới gầu đập bập tiêu hết. Như vậy? Đập tiêu thì nhịn ăn. Quá coi cái cà gì mà cái nè. Đem vô nhiều thì đập hết trơn. Ngày mai thì cho mày uống ba cái ly kia. Chứ cái này giờ ai chịu nổi với mày nữa. Chuồng. Học thêm thuốc không? Thuốc ở đâu mà tao không có bán. Ở mà thuốc. Ăn còn khá không à? Chứ ăn có lợi đâu mà hồi thuốc. Ăn khóa. Cái này cái ca gì cái đập bể qua nè. Biết bao nhiêu ngàn ca nào nói không? Cái ca này mà đập nữa thì này mơ là bỏ đói. Bỏ đói thiệt mày á. Chịu mày chịu không nổi nữa. Ăn ca vậy thì đâu ngàn cái ca như này ăn quết hết trơn. Như là đồ ngủ với nó mà còn chịu không nổi thì chi đồ nhơ. Ăn vô thì ca nào cũng đập. Ăn khá. Lần này nữa thì vô thì cái đó bởi bỏ đói thiệt á. Quải mày lắm rồi đó. Quần nó kìa đây, đem dục để nó làm chi, hâu gình. Trời mẹ nó. Để nó đi. Thì cái mùng làm gì, cái mùng đốt làm chi ạ? À? Rồi cái mùng đốt làm chi ạ? À? Bệnh tí cơ la băng. Cái gì cái mùng mày đốt làm chi Cường? Cái mùng mà mày đốt làm chi ạ? À? Hả? Cái mùng ngoài á.
ăn mà nằm ăn mà cũng đốt phá hoài. Làm sao đốt cái mùng mà? Ai kêu mà đốt cái mùng mà? Hả? Ăn thì biết ăn mà hỏi gì thì im gu. Khóa thì hay lắm. Có nhiều thì làm tiêu cái ca đó, sáng này thấy bể này là đem bưng cơm về liền. Ồ, hồi hộp chứ à? Không, chứ không có hồi hộp, đi vô mình nó gì cái nó không ấy. Chứ phải có ấy, nó gặp nó la làng rồi đó. Chửi nó hả? Ồ, là nó chửi y gan cái đời, bữa đó vậy đó. Đại tao tánh của nó là quá gành đó. Tao quá gành. Đại nhất sao? Là 2 năm mấy, gần 3 năm mà còn gì nữa mà không biết tánh nó. Nuôi có khi nào nghĩ em mình mà thấy mình nản không? Mình nản gì cũng không được. Chứ giờ nó vậy, giờ mình nói hoài nó cũng nhịn vậy. Hả, mình nói hoài mình còn mệt thêm nó nữa. Ừ, mình còn bệnh thêm hơn, mình còn đi theo nó luôn nữa. Đi theo nó là sao? Là mình chết trước nó. À. Kiểu như mình ăn, nó ăn, rồi nó quậy, quò, nó khá khuấy hoài, ghét rồi mình lúc mà không được, mình gầu gỉ cũng chết nữa. Chứ đâu phải mà có tiền hoài. Cái mẹ ăn gì đi. Không lẽ gì người ta giúp hoài. Ừ, màng năm được sống rồi hoài ngày bữa, năm này còn sang năm kia. Mà nó ăn ca, nó dục, nó đập bể nữa đấy. Đó, cái ca đó nãy đem ra sáng ngày quết bởi rồi đó. Cái ca đó mua nhiêu? Hả? Của một cặp nó có mười mấy ngàn à. Ca nhỏ đó mà ý là thứ ba cái đồ mũ nó mà còn chịu không nổi với nó đó. Còn cái đồ nhôm, cái bo của chị Sáu có đưa đó. Ừ. Của nó quết đó, nó thun lại hết trơn. Nó bẻ cớp lại hết trơn. Ừ. Nó nói đưa nhiêu là dục nhiêu à, hồ ơi. Đó mày giờ mày đem vô nhiêu rồi nó cũng dục, nó thủ tiêu hết trơn. Nó đập bể hết trơn. Ghế vào trong nhà ghế đã đập ghế còn gì. Ca bọng gì tiêu hết trơn. Nói chuyện dễ thương ghê á. Con cũng cơm chưa? Chưa. Ăn đi. Dạ. Ăn đi, mai mốt có khô nữa rồi. Dạ. Mai mốt có khô nữa ăn nữa rồi. Dạ. Ăn cho ngon. Dạ, cho ngon. Ăn ngon bệ xa. Mấy bữa lại ăn khô. Ăn nó hù. Thì mà ăn. Về tên vợ. Ừ, sao thấy hù sáng giờ là không thấy bóng dáng đáo gì dưới này. Hù sáng có chừa cơm nữa kìa mà không ăn mà con mất tiêu luôn. Ừ. Chắc về chển hả? Anh đang trên nhà vợ anh á. Bởi vì nó nguyên ngày nay là không thấy bóng dáng nữa. Rồi ngày nay hỏi Bao Phương hỏi ngày nay có thấy nó ngoài cồn không? Mấy ngày nay tao không thấy nữa. Ừ. Rồi vậy là nó về trển rồi đó. Về trển chơi hả? Về trển như hai ba bữa cái nó chạy về dưới này. Tại vợ anh bệnh đó, anh giờ anh sắc thuốc nam phụ vợ. Giỏi vậy. Không, kệ gì cũng được đi. Kệ gì đi cũng được. Em đi. Xin chia sẻ với anh Út Nhất là vừa qua cũng đã gặp anh Tú rồi. Anh Tú cho biết là chừng nào vợ hết bệnh mới chạy về đây. Là chăm sóc lo cho vợ á. Bây giờ thương vợ dữ lắm rồi. Không, vậy cũng mừng cho nó đi cưng. Dạ. Và nghe vợ của anh Tú nói một câu là các anh em thì cũng rất là xúc động. Nhờ các anh em nói với anh Tú giùm, nếu mà anh đi hoài thì vợ nhà buồn lắm. Dạ. Người vợ đúng nhắn lại một câu như vậy. Nó rồi từ cái câu nói đó rồi anh Tú mới miệt mài ở với vợ, không đi nữa. Rồi anh Tú nói là vợ nó cứ ém tài hoài mà mới đi, chứ bây giờ chuyện làm ăn của mình là mà cứ đi như vậy ém tài mình là cũng buồn bã, mình không có làm ăn được, hiểu không? Anh Tú nói vậy á. Nhưng mà nói chơi cho cô bác anh chị vui, chứ thật ra thì anh Tú ảnh vậy anh cũng thương lắm. Tình thương của những người mà nó ở một cái trạng thái nó khác thì nó sẽ khác. Mặc dù là không thể hiện tình thương bằng cái sự là chiều chuộng hay là yêu thương qua những cái lần chăm sóc lúc bệnh hoạn, nhưng mà đối với anh Tú thì tình thương nó thể hiện một cách cực kỳ khác lạ luôn, mà chỉ những người giống như anh thì mới hiểu được thôi. Cũng mong là anh sẽ cố gắng ở trên đó lâu lâu xuống thăm, mong bà cụ cái cũng vui ha. Thôi thì
Chắc có lẽ là ngày hôm nay qua đây thấy sức khỏe cũng vậy là cũng được rồi, cũng vui rồi. Sức khỏe nào rồi, ngày mai khỏe. Có đi làm nữa không? Chiều nay để coi nhỏ em nó điện coi coi ớt hả, nó thấy ớt chín nhiều thì nó điện cho hay, tại vì ớt cái này muốn đứt lứa đó cưng. Chín nó cũng ít đó, rồi sợ bẻ đông quá cái nó không có ấy, nó để ngày nay nó coi thử chiều điện. Đi làm thì nhớ giữ gìn sức khỏe, chừa sức gối khô. Biết rồi, dễ vậy. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như là các anh em để hỗ trợ cho gia đình Út Nhất nói riêng, gia đình của anh Tú nói riêng và gia đình tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung. Chân thành cảm ơn cô bác anh chị đã tạo điều kiện cho Út Nhất cũng như là Bùi Hồ có thêm một cái thu nhập, đó là ủng hộ qua những cái phần khô, một cái loại đặc sản mà khá là phổ biến và rất là ngon ngay tại Đồng Tháp, đó là khô sạch bổi. Và Bùi Hồ cũng thông tin là giá là 230.000 một ký chưa bao gồm phí ship. Mai mốt đây thì phí ship nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Và 230.000 cho loại 1 thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ phân phối khô loại 1 khá là nhiều. Khô loại 2 thì còn nhỏ hơn tí xíu, 210, có 20.000 nó trên nền không nhiều. Nhưng mà mỗi lần phân loại ra thì nó cũng thấy nó cũng hơi vất vả tí xíu. Nhưng mà khô loại 1 là phải nó cực kỳ ngon. Chân thành cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã tặng những cái phần hiện kim, những cái phần hiện vật. Và ngày mai này á, thì Bùi Hồ cũng các anh em sẽ qua tặng những cái phần quà siêu to khổng lồ cho gia đình của Út Nhất. Út Nhất, còn đây là gì? Hả? Bùi Hồ. Đừng nhớ đó cô bác anh chị, cũng nhớ được Út Nhất với là Bùi Hồ ha. Thật ra là tên là Út Nhất là tên khai sanh, nhưng mọi người gọi là thường gọi là tên là Út Nhất để cho, tại vì nhất nhất về cái sự hiếu thảo, nhất về cái sự cần cù chịu thương chịu khó, nhất về cái sự mà biết sử dụng đồng tiền cho nó hợp lý nhất có thể, và nhất ở trong lòng tất cả cô bác anh chị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau ha.